Một trong những điều đầu tiên cần hiểu về các triệu phú là họ suy nghĩ và hành động khác với người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể học cách để làm theo. Happy Life xin chào các bạn. Chỉ sở hữu tầm nhìn là không đủ để có thể kiếm tiền một cách hiệu quả và nhanh chóng. Muốn đi từ việc kiếm được 50.000 đô la lên 1 triệu đô la mỗi năm với kiến thức, kỹ năng và cơ hội bạn hiện đang có thể chỉ là một ước mơ. Nhưng bạn cần phải thực tế. Bạn sẽ cần một kế hoạch chiến lược, quản lý thời gian để đạt được thành quả lớn và bắt đầu cuộc hành trình. Một trong những điều đầu tiên cần hiểu về các triệu phú là họ suy nghĩ và hành động khác với người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể học cách làm theo. Dưới đây là 6 yếu tố cụ thể bạn nên tập trung trên con đường làm giàu của mình. Triệu phú sở hữu kỹ năng và những đặc điểm độc đáo. Các triệu phú dành thời gian để nghĩ về những ý tưởng, phương pháp mới thay vì tập trung vào những hành động kinh doanh hàng ngày. Từ đó mở rộng tâm trí và đổi mới cách suy nghĩ, hành động và hoàn thiện mục tiêu. Triệu phú là những người có suy nghĩ dài hạn. Họ nghĩ về tương lai và các mục tiêu dài hạn. Thay vì sự hài lòng tức thì, họ không ngừng rèn luyện kỹ năng và điều đó cho phép họ nhìn xa hơn. Hãy giữ tầm nhìn như vậy cho đến khi bạn đạt được kết quả cuối cùng và tận hưởng thành quả lớn lao. Triệu phú không ngần ngại thay đổi. Sự thay đổi đôi khi có thể đáng sợ, nhưng nỗi sợ về những điều mới cũng ngăn cản bạn tiếp cận với cơ hội mới. Các triệu phú hiểu rằng sự thay đổi dù tích cực hay tiêu cực vẫn mang lại lợi ích cho họ theo một cách nào đó. Lối suy nghĩ này dần dần sẽ giúp bạn tự tin, tự lập hơn và thúc đẩy quan điểm rằng dù điều gì diễn ra thì bạn cũng có thể giải quyết. Triệu phú có sự quyết tâm rất cao. Thông thường, đó lại là niềm đam mê hoặc một điều trong cuộc sống đã đẩy họ vào vòng xoáy và thực hiện nó. Bạn nên tìm ra một mục đích, niềm đam mê của mình. Đó sẽ là yếu tố hối thúc bạn vượt qua mọi trở ngại. Hãy tự hỏi mình rằng, làm sao để tôi có thể kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm khi làm những gì mình thích? Triệu phú sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Bởi vậy, bạn cần có khả năng giảm thiểu rủi ro. Cách tốt nhất để làm điều này là đo lường tỷ lệ rủi ro thành công như một công cụ dự đoán lợi nhuận đầu tư. Triệu phú không bao giờ ngừng học hỏi. Trở thành một triệu phú sẽ đòi hỏi bạn phải nâng cao vốn kiến thức với những thông tin mới, giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội và sự giàu có. Hãy đọc thêm những cuốn sách về việc cải thiện bản thân, tìm cố vấn và những người thành công để tìm lời khuyên. Khi bạn không ngừng mở rộng tầm nhìn, thì nhiều cơ hội cho sự giàu có sẽ đến với bạn. Nếu bạn là người trẻ đang khao khát tìm kiếm cho mình những bí quyết khởi sự, khởi nghiệp, kinh doanh, làm giàu, bạn có thể tham khảo tủ sách Di sản Alan Fang, Kim chỉ nam thành công cho giới trẻ. Bạn có thể tham khảo tủ sách Di sản Alan Fang, Kim chỉ nam thành công cho giới trẻ. Tủ sách gồm 7 cuốn sách giúp thay đổi tư duy, kỹ năng và kinh nghiệm từ một người Việt đã vô cùng thành công trên biển lớn. Cứ đi, ắt sẽ đến. Khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với những kinh nghiệm quý báu này. Tìm hiểu thêm về thông tin sách ở đường link bên dưới video này. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ xem đầu tiên để là người sớm nhất, cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.